Trường Đại học Lạc Hồng vừa trao tặng thêm một robot cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để vận chuyển hồ sơ bệnh án, vật dụng y tế, đồ ăn, thức uống sử dụng trong khu điều trị COVID-19. Robot này được điều khiển từ xa và có hai chế độ hoạt động, gồm điều khiển linh hoạt bằng các phím chức năng trên tay cầm và chạy theo một hướng cố định về phía trước dùng cho những đoạn đường xa, giúp người dùng không bị mỏi tay khi liên tục sử dụng các phím chức năng. Ngoài ra, robot còn được tích hợp thêm camera giám sát và giao tiếp bằng giọng nói từ xa kết nối với smartphone để thuận tiện cho việc nhìn đường đi cũng như giao tiếp với người đang ở trong khu cách ly. Một robot có thể vận chuyển tối đa 100 kg hàng hóa, hoạt động liên tục từ 3,5 đến 4 giờ đồng hồ, với tốc độ di chuyển là 60 m mỗi phút. Sản phẩm này được giảng viên và sinh viên trường Đại học Lạc Hồng chế tạo trong đợt dịch thứ tư với mục đích phòng chống dịch và phục vụ cộng đồng. Theo lãnh đạo nhà trường, kinh phí chế tạo robot này ngoài sự góp sức của nhà trường còn có sự đóng góp của các mạnh thường quân. Một con robot vận chuyển trị giá khoảng 60 triệu đồng. Giá trị ở đây thì chúng tôi là sử dụng các cái trang thiết bị là theo chuẩn công nghiệp với cái độ bền rất là cao và có thể chống được va chạm và cũng như là chống được cái sự ảnh hưởng của nước. Robot ở đây chỉ là một trong những cái ứng dụng nhỏ trong các cái hoạt động phong trào của nhà trường. Để trong tất cả các cái hoạt động thì khi mà có cái sự nghiên cứu cải tiến thì chắc chắn là sẽ tạo ra được những cái sản phẩm ứng dụng cụ thể cho các cái doanh nghiệp. Nếu các cái doanh nghiệp nào có nhu cầu thì hoàn toàn là trường Đại học Lạc Hồng có thể cùng tay chung tay để chế tạo ra các cái robot để phục vụ. Đây là robot thứ ba mà trường Đại học Lạc Hồng tặng cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trước đó, bệnh viện đã sử dụng hai con robot tại Bệnh viện Dã chiến số 2 và số 8 do bệnh viện phụ trách. Thì robot này sẽ có cái tác dụng là vận chuyển một số các cái hàng hóa, giấy tờ, văn phòng phẩm mà gọi là không có cần thiết phải làm cái động tác là đưa cái người từ có người vận chuyển từ khu sạch đến khu dơ. Thì như vậy mình sẽ tiết kiệm được về nhân lực cũng như là về trang phục bảo hộ. Thì về nguyên tắc trong điều trị COVID hoặc là các bệnh lây nhiễm nói chung thì việc càng hạn chế tiếp xúc đối với nguồn nhiễm thì sẽ càng giảm nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế. Do đó thì đối với những cái đưa vào những cái ứng dụng sản phẩm công nghệ như thế này thì nó sẽ làm giảm cái việc tiếp xúc trực tiếp và do đó thì nó sẽ giảm cái nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế. Trong những năm qua, trường Đại học Lạc Hồng có phong trào chế tạo robot phát triển mạnh mẽ, đạt giải cao ở nhiều cuộc thi Robocon. Điều này giúp sinh viên nhà trường có kỹ năng và chuyên môn tốt trước khi ra trường.